Xin chào tất cả anh em. Hôm nay bên em về được một mẫu rip set premium của Nhật, chuyên dành cho thị trường Nhật nhé. Hộp giấy mạ bạc, có cả mã vạch cho anh em kiểm tra luôn cho nó tiện nha. Thì cái set này nó được Zippo sản xuất ra, chuyên về dành cho thị trường Nhật nha anh em. Dành cho thị trường Nhật. Đây là cái bình nhiên liệu của nó, chính hãng, xuất qua Nhật. Em về được một ít set thôi, phục vụ anh em. Anh em mua tặng cho biếu thì rất là ok nha. Đây, bị đá chính hãng đi theo set nha, bị đá xăng. Và đây là cây Zippo. Cái này là mảnh giấy này là dành riêng cho thị trường Nhật nha anh em. Nhiều anh em không biết thì nói cái giấy này là ở Trung Quốc, nhưng mà thực tế không phải, dành riêng cho thị trường Nhật. Và đây là cây Zippo đáy lồi chrome phai xước 2022, đáy lồi new, xuất Nhật. Xuất Nhật thì nó đáy lồi nha anh em, nêu chuẩn nêu nha. Ruột trùng 2022, ruột và vỏ chỉ lập nha, một tháng thôi, D với C thôi. Set này thì em xin phép giao lưu anh em là 600 nha, 600. Thích hợp cho anh em cho tặng biếu, anh em thích thì liên hệ mua hồ sơ nha. Bên em ship code toàn quốc, bảo hành trọn đời, bao ship tất cả các sản phẩm bán ra cho anh em yên tâm sử dụng và sưu tầm. Anh em có thể cho em xin một team, một follow để em lên được nhiều shipper sưu tầm hơn, phục vụ anh em trong thời gian tới. Em cảm ơn anh em rất nhiều.